kính chào tất cả quý cô chú, quý anh chị và các bạn ha. Nay thì Thiên sẽ giới thiệu với người một cái món ăn rất là quen thuộc đối với người Việt Nam, đặc biệt là người Sài Gòn nha. Đó là món bò cuốn lá lốt nha quý vị. Đây quý vị thấy đây, là món bò cuốn lá lốt đây, nhìn rất là ngon nha. Đây, nguyên liệu gồm có gì? Gồm có lá lốt này, bò này. Bên cạnh đó thì còn có món xúc xích nữa nha. Rất là ngon. Cái này là bò cuốn lá lốt thì anh này bán là chỉ có 5.000 cây, còn xúc xích là 10.000, rất là rẻ và rẻ vừa ngon. Ngoài ra thì còn có thêm cái món bánh mì nữa. Bánh mì thì ta có thể bỏ xúc xích vào, rồi bỏ bò lá lốt vào ăn kèm luôn, và còn ngoài ra còn có đồ chua nữa quý vị, rất là tuyệt vời. Thấy không? Là ngon nha. Cái ổ bánh mì và bỏ thêm những một cái sâu bò lá lốt vào. Rất là ngon. Và chỉ có 15.000 một ổ thôi. Đây quý vị thấy không? Rất là ngon nha. Quý vị có dịp thì hãy đến Sài Gòn thưởng thức món bò lá lốt nha. Ở đây thì người rất là đông, ở đây chơi rất là nhiều. Đây là món bò lá lốt thì được hơi chuộng. Đấy, hồ lô nướng, bò nướng lá lốt. Trong Nam thì gọi là lá lốt, ngoài Bắc thì gọi là lá lốt, những nơi khác không biết là lá lốt hay lá lốt, nhưng mà theo kiên nghĩ là đúng hơn thì gọi là lá lốt mới đúng, không phải là lá lốt nha quý vị. Rồi mời quý vị cùng thưởng thức nha. Rồi. Lo bỏ lớp anh chị ơi. Lo bỏ lớp anh ơi. Lo bỏ lớp nha. Bỏ lớp nha.
lớp 5.000 cây, còn hồ lô 10.000. Xin chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé. Xin trân trọng mến chào.